Chào quý vị khán giả, Hoài Hương rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Quý vị thân mến, có thể nói rằng là người châu Á nói chung cũng như là người Việt Nam nói riêng thì thường thường sở hữu một cái đôi mắt hơi nhỏ, mắt mí lót, thậm chí là không có mí. Hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ tìm đến những cái phương pháp khác nhau để có thể cải thiện đôi mắt trở nên xinh đẹp hơn, long lanh hơn và to tròn hơn một tí xíu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013. Xin chào bác sĩ. Xin chào Hoài Hương và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Hoài Hương rất là vui mỗi khi được gặp bác sĩ, bởi vì lần nào cũng được bác sĩ tư vấn những cái phương pháp khác nhau để có thể gọi là cải thiện sắc tóc cũng như là gương mặt của mình. Thì cái phương pháp mà phẫu thuật gọi là cắt mắt á, thì nó là một cái phương pháp như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ được mà? Cái phương pháp cắt mí truyền thống là một trong những cái biện pháp mà chúng ta có thể tạo cùng mí đôi một cách rất là tốt và bền vững lâu dài. Dựa vào những cái cấu tạo của đôi mắt mà các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó sẽ tạo nên một cái chỗ bám giữa cái da ngoài và cái cơ nâng mi bên trong. Thì tại sao người ta phải tạo như thế, là bởi vì người ta nghiên cứu thấy rằng những cái đôi mắt mà có mí đôi đó thì nó có một cái chỗ bám giữa cái da ngoài mí và cái cơ nâng mi bên trong. Khi mà nó có một cái sự bám dính như vậy đó, thì khi mà cái cơ nâng mi kéo lên, tức là lúc mà chúng ta mở mắt á, thì cái chỗ bám dính nó sẽ tạo thành một cái nếp gấp. Và như vậy thì chúng ta có được một cái mí đôi. Những cái người, những cái nhóm mà thuộc cái nhóm mà hơi lớn tuổi đó, thì họ có đổ da nhiều, thậm chí dư da, dư mỡ, chảy xệ các thứ. Thì như vậy thì chúng ta sử dụng biện pháp cắt mí là phù hợp. Bởi vì bám mí thì không có giải quyết được cái dư da gì đó. Còn đối với những người trẻ hơn, không có dư da nhiều, thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp bấm mí. Với tâm lý của người Á Đông là đôi mắt khá là nhỏ, mà nếu có mí thì cũng rất là nhỏ luôn, không có nhìn thấy rõ. Thì nhiều người thường hay gọi là tham quá, tức là khi mà đi làm thì muốn làm mí cho thật to. Thì bác sĩ có lời khuyên nào khi mà chúng ta chuẩn bị làm mí à? Đẹp là chúng ta nhìn vào chúng ta thấy nó tự nhiên, nó hài hòa. Thì nó gọi là đẹp. Chứ còn thí dụ như là đúng như Hoài Hưng nói đó, có một số trường hợp là có một số bạn thì nói, bác sĩ làm cái mí cho em nó phải to. Cái mí to, cái mí to không có nghĩa là đôi mắt to. Cái mí to thì nó không có đúng, nó không có hài hòa với gương mặt, thì làm sao nó đẹp được. Cái việc mà nâng mí như vậy á, bằng cái phương pháp phẫu thuật thì nó có giữ được vĩnh viễn hay không, và nó có làm cho cái đôi mắt mình thật sự là to lên hay không? Khi mà chúng ta làm cái mí đôi đó thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái đôi mắt trở nên to hơn, nhìn nó to hơn, có thể nó sâu hơn một tí. Và cái kết quả mà khi mà chúng ta đạt được đó, thì hầu như là vĩnh viễn theo những kỹ thuật mới nhất hiện nay. Thì cắt mí nó cũng góp một phần vào cái vấn đề làm cho nó to lên. Tuy nhiên nó có những cái phương pháp khác nữa để sử dụng cho những cái trường hợp, thí dụ như hai bên mắt mà nó không được đều nhau, bên to bên bé, cũng như những cái đôi mắt mà nó, người ta gọi là nó quá hí đi, khi mà chúng ta tạo mí nó cũng không có to lên được. Như vậy thì gần đây những cái kỹ thuật mới nhất, những cái kỹ thuật hiện đại nhất cho phép chúng ta mở rộng đôi mắt ra cả về bốn hướng, bên trên, bên dưới, bên trong, bên ngoài. Như vậy thì khi sử dụng cái phương pháp này thì chúng ta hoàn toàn có một đôi mắt mới to hơn nhiều, đẹp hơn rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và hy vọng trong cái chương trình tiếp theo thì bác sĩ sẽ chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề là làm như thế nào để cho mắt to. Nói đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ cũng đã khép lại. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chuyên mục tiếp theo của